Cái chuyện hippo đi. Hippo. Sao? Hippo ngủ rồi. Nói sao? Nói sao mà uống hippo qua chơi đi. Hippo qua chơi game. Này gì nữa? Cái chân. Chân ngủ. Cái chân ngủ rồi. Hippo cũng ngủ rồi. Mẹ đậu ngủ rồi. Giờ sao? Qua đây Kem có gì cho Hippo với lại cho mọi người không? Mẹ. Kem kể một câu chuyện đi. Mẹ. Kể chuyện gì? Em biết cái chuyện đó mà. Ngủ hết rồi hả? Sao mà kể chuyện các kiểu chứ?